không có kẻ thù vĩnh viễn không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi những lúc như thế này là những lúc mà chúng ta thấy được là những ngân hàng trước đây mà họ ghét bitcoin đó như là bank of america hay là jp morgan chase nhất là tổng giám đốc điều hành jp diamond rất là ghét bitcoin nhưng mà lần này đó thì tất cả những ngân hàng lớn các bạn thấy được là rất là im lặng họ không có lên tiếng chỉ trích thị trường này mà thậm chí các bạn đã nhớ là cách đây hai ngày đó ngay cả Ngân hàng Bank of America cũng đã đưa ra cái bài viết là họ nói là cái việc là crypto đi vào mùa đông đó, thì có thể là nói quá. Thật ra mà nói là crypto chỉ đang chịu chung cái cảnh ngộ của thị trường tài chính nói chung mà thôi. Không có tài sản nào mà có sự tăng trưởng bây giờ hết thì crypto cũng như vậy. Chứ còn nếu nói là vào mùa đông đó, thì ngay cả Bank of America cũng không cho là vậy. Đó đương nhiên là một điều rất là bất ngờ và chúng ta lại thấy hôm nay đã có thêm một ngân hàng nữa đó chính là ngân hàng JP Morgan. Thì hôm nay đó các bạn thấy là JP Morgan nói crypto là tài sản thay thế yêu thích nhất của ngân hàng JP Morgan và có thể thay thế cả bất động sản trong danh mục đầu tư. Giá hiện tại đó đối với JP Morgan thì thấp hơn giá trị thật của BTC là 38.000 đô, có nghĩa là họ nói cái giá bây giờ là một mức thấp và ngân hàng JP Morgan Chase là ngân hàng đứng đầu tại Hoa Kỳ hiện tại. Thì các bạn thấy được là bây giờ ngân hàng JP Morgan lại lên tiếng ủng hộ thị trường này. Một điều nữa, là chúng ta đã thấy có một công ty khác nữa thật ra đây là những công ty mà tôi nghĩ là lâu lắm họ mới chấp nhận thị trường crypto tại vì các bạn thấy những công ty như là visa hay là mastercard những công ty này những công ty mà cái lợi nhuận họ kiếm được chính là người ta sử dụng thẻ của họ để mà đi mua hàng hóa mua dịch vụ thì họ lấy cái phí của thẻ để mà kinh doanh công ty thì đương nhiên crypto là một cái mảng nào đó mà sẽ ít nhiều gì làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ thì tôi nghĩ là lâu lắm chúng ta mới thấy visa hay mastercard ủng hộ nhưng mà cái sự mà chúng ta không có ngờ đến là họ đã ủng hộ sớm như vậy cách đây hai năm họ đã rất ủng hộ thị trường này rồi và các bạn thấy được là hôm nay chúng ta nghe nói là mastercard đó thì công ty mastercard bất chấp sự biến động của thị trường hiện tại đó công ty mastercard vẫn lạc quan về tiềm năng dài hạn của crypto và so sánh tình trạng hiện tại của hoạt động kinh doanh crypto với những ngày đầu tiên của internet thì họ cũng đưa ra một cái ví dụ trong bài viết này đó là họ nói là chúng ta cứ nghĩ đi cách đây nhiều năm là chúng ta thực sự không thể tưởng tượng được là có một công ty như amazon tại vì chúng ta thực sự không nghĩ đến tiềm năng của internet là như thế nào bây giờ cũng vậy chúng ta thực sự không thể tưởng tượng được là những gì có thể xảy ra sau này với tiềm năng của crypto hiện tại thì điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến là tại sao chúng ta lại thấy bây giờ có nhiều ngân hàng nhiều tổ chức đầu tư thậm chí chúng ta thấy được là quốc hội hoa kỳ nhiều nhà lập pháp cũng rất ủng hộ thị trường này và đương nhiên những công ty liên quan tài chính thì cũng rất ủng hộ luôn tại vì sao tại vì đó như thường đã chia sẻ với các bạn không có kẻ thù vĩnh viễn không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi mỗi một lần mà chúng ta thấy có một cái công nghệ nào đó đó xuất hiện thì cái công nghệ đó đó có thể là có khả năng thay đổi toàn cục diện luôn. Các bạn đã nhớ đó là khi mà internet xuất hiện thì lúc đó chúng ta thấy được nhiều người cười nhạo Amazon. Lúc đó những năm như là năm 2000 đó đâu có ai mua đồ trên mạng, đâu ai không nói là mua đồ trên mạng là lừa đảo. Các bạn trả tiền không ai gửi đến, có thể là bị lấy cắp cái tài liệu cá nhân vân vân cho nên không ai dám mua đồ trên mạng thời điểm đó. Và ai cũng cười nhạo những công ty mà có dịch vụ mua đồ trên mạng. Nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ ra sao. Sau nhiều năm đó thì Amazon đã trở thành một trong những công ty cửa hàng online lớn nhất trên thế giới hiện tại và các bạn thấy được là bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu công ty đã sụp đổ giống như chúng ta nói tới là Circuit City nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ để chúng ta nhớ là những công ty như là Circuit City, uh, Computer World những công ty đó đó toàn đã bị sụp đổ rồi chúng ta thấy là những công ty còn lại là những công ty thật sự có thể là sử dụng internet làm cái lợi thế cạnh tranh của họ như là Best Buy hiện tại vừa dùng internet vừa dùng cửa tiệm cùng một lúc để mà chống đó lại về Amazon